mô A Di Đà Phật. Chuyện kể về lòng hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên tìm mẹ nơi chốn A Tỳ. Sau khi tìm được mẹ, ngài điểm cơm cho mẹ ăn. Bỗng nhiên bát cơm kia đã hóa ra ngọn lửa hồng, nên mẹ ngài không ăn được. Ngài dỗi về bạch cùng Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy rằng chỉ nhờ vào ý lực của Thánh Tăng thì mẫu thân con mới thoát khỏi biển khổ của địa ngục. Quả thật nhờ sức chống của sư Tăng mà mẹ ông đã xứng cõi trần đáo lợi. Người con đại từ đại hiếu đó đã cứu mẹ ra khỏi ác khổ trầm lúc nơi địa ngục A Tỳ. Lòng hiếu thảo của ngài đã được truyền thuật lại cách đây hơn 2500 năm cho đến ngày nay và mãi mãi. Và bây giờ Phật tử Trọng Dũng sẽ thể hiện lại hình tượng của ngài qua chiếc đoạn Mục Kiền Liên cứu mẹ, soạn giả của Diễn Châu. Tìm cho được mẫu từ.
còn nói gì thật chỉ hoài thơ. Mẹ ơi, cửa an này lạnh lẽo lắm mẹ ơi, hãy sao